Thưa quý vị, một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là ngay trong chủ đề của đại hội và trong báo cáo chính trị đều nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Muốn thực hiện mục tiêu cao đẹp đó, cần có sự chung tay, góp sức của tất cả các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ. Hiểu sâu sắc về điều này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Cần Thơ đã phối hợp cùng Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức buổi tọa đàm nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong sinh viên, thế hệ tri thức trẻ của đất nước trong tương lai. Sau 20 ngày phát động, ban tổ chức tọa đàm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã nhận được 187 bài tham luận. Mỗi bài viết là một tâm tư nguyện vọng, là đề xuất kiến nghị hay hiến kế đầy tâm huyết của sinh viên. Thông qua những cái nội dung bài viết của các bạn sinh viên thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là các bạn rất quan tâm và thậm chí là các bạn thể hiện cái tinh thần rất là nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ vào trong các nội dung bài viết này. Đến với buổi tọa đàm thì cái phần trình bày của em là tham luận về những vấn đề của Đảng về việc khơi dậy phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Thì em muốn cho các bạn học sinh tiếp cận đến một cái vấn đề theo các bạn nghĩ thì khá là khó hiểu. Đây là những cái chính sách, những cái quyết định của Đảng về việc khơi dậy phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Thì em muốn mang cho các bạn một cái cách tiếp cận dễ hiểu hơn, thân thuộc hơn và cũng đồng thời là nhắc nhở các bạn sinh viên về cái bổn phận và trách nhiệm của bản thân mình trong cái công cuộc phát triển đất nước. Em trình bày những cái vướng mắc khó khăn của sinh viên trong việc xây dựng khát vọng sống, phát triển đất nước. Thì qua cái bài chia sẻ của em thì em thấy được rằng là ngoài cái việc phát triển đất nước thì sinh viên còn có những cái vướng mắc nó xảy ra mặt chủ quan và mặt khách quan, thì hai yếu tố đó đều nó tác động đều đến sinh viên. Thì qua đó thì em cũng thấy được rằng thì sinh viên ngày nay cần chủ động hơn đối với việc xây dựng khát vọng sống. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc giúp sinh viên ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với quốc gia, dân tộc. Và để khơi dậy khát vọng đó, ngoài những nỗ lực của chính sinh viên thì còn phụ thuộc rất nhiều vào sự đồng hành hỗ trợ của tổ chức đoàn và những người làm công tác giáo dục. Một trong những cái nội dung quan trọng nhất của cái việc khơi dậy khát vọng cống hiến là chính những người trực tiếp làm trong ngành giáo dục, tức là đội ngũ thầy cô giáo, đội ngũ những người mà công tác trong ngành giáo dục phải là những cái hiện thân và một cái minh chứng sống cho cái khát vọng cống hiến trước cái đã, và từ đó thì mới có thể là truyền được cái cảm hứng khát vọng cống hiến đó cho các bạn sinh viên, bởi vì các bạn sẽ thực sự là cảm nhận và sống trong cái môi trường của khát vọng cống hiến, thì lúc đó các bạn mới nuôi dưỡng và khơi dậy được cái khát vọng cống hiến. Sinh viên là những mầm sống, là thế hệ trẻ của đất nước, các bạn chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, các việc mà giáo dục tư tưởng chính trị cho các bạn từ các giai đoạn còn là sinh viên là một điều vô cùng quan trọng. Em luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng nhiều hơn, không chỉ là trong quá trình học tập để trở thành một con người tiến bộ, để trở thành một người công dân có trí thức, mà còn phải là một người công dân yêu nước và yêu tổ quốc. Phải luôn luôn rèn luyện tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và luôn luôn học tập đi theo tấm gương và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Có thể nói, lời bài hát này đã trở thành lẽ sống của bao lớp thanh niên Việt Nam. Tuổi trẻ là tương lai, muốn có tương lai tốt đẹp thì mỗi thanh niên phải nỗ lực xây dựng bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và những khát vọng nỗ lực trong học tập rèn luyện ấy sẽ góp phần dựng xây đất nước giàu mạnh, hùng cường.